Ê, chim lớn luôn nha. Cá lên nha anh em, anh Đạt nha. Mình đây là một... Vậy, Đạt, vậy ba cái. À, đúng. Giống giống 2 ký rưỡi lắm. ba ký thả, khỏi cần 2 ký rưỡi nữa. Riêng anh Đạt là em bao luôn 3 ký. Ờ, cái trạm mới thả luôn. Bốn mươi sáu ta hả chim? Có dãy hả? Ồ, có chim bướm. Chim thử lứ. Rồi, từ từ, cứ từ từ bắt. Dạ rồi, chim 4 cái 6. Từ từ nó mệt rồi á.
Ta chim đang lên nha. Tiếp. Chào lên sớm. Được á. Húp súp. Bự á. Cơm dừa. Không, anh ở đây nè. Ừ, gần đi. Mình 6-7 á chứ không phải 5 mấy rồi. Bảy tám á chứ không ít. Chín cái mốt ok. Bự mà tàn lớn. Bắt cá nhỏ nhỏ, bắt cá bự quá chị, bắt kinh không nổi. Con một ba đò. Rồi. Đâu rồi, đứt luôn rồi, con kia đứt rồi. Hai con cá chùa. Con kia đứt rồi. Cá này cho chó ăn được. Cá này cho chó. Không sao biết có mới hay luôn rồi. Luôn à. Mà kia là thấy biết đó rồi. Mỏ đó lò mà. Mày ống nó lạnh lên mặt là thấy rồi. À, ông nội. Mặt về. Mỏ còn đỏ lồm luôn. Y như môi son má đào. Ơi cá này về nấu chua ngon á, nó chưa có mỡ nhiều. Nãy quánh 50 ngàn được rồi. Ơi cá này có râu luôn á. cần có quý ăn mà sao hai chỗ tiếng chạy chỗ Nhật cũng chạy bay luôn à. Cá cũ nó phải có mới đâu, nó mới giờ là lên nó vẫn phải còn cày, mỏ nó còn đỏ. Bốn cái rừng ớm nhách mà cuốc nó vô làm cái cháo quá, cá có đồ ăn đâu. Ủa tao căng thả xuống nè ông
hay view. Lệch có 25 qua 75 qua. Cơm dừa. Có hai con ăn cám rồi nha anh em. Cơm dừa cũng ăn, cám cũng ăn. Quý mà nó không, con này 2.9 là tao mua 3.5 luôn. Chơi dây mới được. Không có đó được, cần có bà hỉ vô bà 2.9 nè. Ờ, đó cần có bà hỉ vô còn 2.9 nè, nhiều khi 2.5 nữa nè. Ờ, cái chim tròn lớn không? Cá này chắc cắt cái đuôi còn 2.9 á. Quân được cái là nó chịu khó đi đi cân lắm nha. Một ký rưỡi, bây giờ mua 3.5 vẫn còn lợi. Chìm 4.5. Rồi, gọi đi em. Cám. Trang cám. Quýnh xuống làm luôn. Rồi về mình.